Ủa chị, chưa về hả? Anh Trung đâu? Anh Trung? Ừ, nãy anh đứng đây nè, anh chờ chị ở đây nè. Rồi anh đâu? Hai người dìm nhau luôn. Bộ dông hay sao không gặp nhau trời? Là chuyện của em gái em. Anh có thể giúp gì được không? Là người đàn ông thì giữa vợ và người tình thì anh sẽ chọn ai? Em gái em đang yêu người có gia đình. Đã 5 năm rồi. Không, anh thôi đi. Anh làm ơn buông tha cho em được không? Mình đã hết thật rồi. Mình đã có với nhau 5 năm. Em có thể nói hết là hết được. Tại sao không? Trong khi em đã có người mới và tụi em cũng đã sắp đám cưới. Em nói sao? Em thật sự đã rất mệt mỏi. Em không có còn đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi nữa. Thì anh cứ giữ gia đình cho anh đi. Còn em đi tìm gia đình cho em. Như vậy là tốt nhất. Cho anh thêm thời gian. Chắc chắn anh sẽ ly hôn và cho em danh phận. Đủ rồi. Vậy thằng chồng em sẽ nghĩ gì khi biết em đã từng làm tiểu tam? Dẹp tụi gậy ra. Tôi sẽ tự chịu. Anh muốn làm gì thì làm. Không ngờ chú quay lại nhanh như vậy đấy. Ngạc nhiên lắm mà. Con tưởng là chú trị liệu xong rồi. Con sẽ uống rượu với chú. Uống một mình buồn lắm.